Kính thưa quý vị đồng tu, chúng ta tiếp tục tham chiếu trên phần kinh Hoa Nghiêm. Sự viên mãn trong các việc của các thập lực lớn lao làm cho các chủng Đại Bồ Tát đều được viên mãn và tràn đầy. Sứ trí lực, sứ vị hiện tại, báo lực, căn thắng, thiện trí lực, chủng chủng giới trí lực, chủng chủng giới giả trí lực, nhất thân chí trí lực, đạo lực, tam muội nhẫn trí lực, tinh tấn nhẫn trí lực, tự tại nhẫn trí lực, vô ngại nhẫn trí lực, nhân làm nhẫn trí lực, đoạn chư tập trí lực. Như vậy thì sự chúng ta thấy ha, sự tinh tấn nỗ lực là quá trình mà đi đến sự thành công của các vị. Vì sao vậy? Khi quý vị tinh tấn dũng mãnh và chăm chỉ, quý vị có được các trí lực. Nhờ đó mà các trí lực được hiện tiền. Sự hiện tiền ở đây là quá trình mà cho quý vị đồng tu thấy được sự nhãn lực. Khi đã thấy được nhãn lực, quý vị sẽ thấy được các chư tập trí lực, chính là cái nếp sống, cuộc sống của lực. Mà chúng ta được biết rằng cuộc sống là sẽ tạo nên điều vật, có nghĩa là sự không thay đổi và trí lực. Báo lực căn thắng thiện trí lực. Lực căn chính là căn của mỗi đời sống, của mỗi cá thể, của mỗi bản tánh, của mỗi chúng sanh. Các cõi ở bàn sanh đều có lực căn, và các cõi khác cũng đều có lực căn. Như vậy, lực căn được có được từ do việc quá trình sự hình thành tạo nên, đó là do các nghiệp lực có được tạo nên các nghiệp căn. Như vậy thì chúng ta thấy nghiệp căn đó chính là có nghiệp lực. Nghiệp căn lớn đến đâu, sâu đến đâu và rộng đến chừng nào, tùy theo nghiệp lực của bản thân, của cá thể, của nhân sinh, của vị đó. Như vậy thì điều này tạo nên các lực căn. Và chính vì vậy, lực căn là quá trình mà thúc đẩy trí lực. Một là có thở tăng hơn, hai là có thở giảm bớt. Việc lực căn và trí lực làm cho các nghiệp lực có thể thay đổi. Vì thế mà sự thay đổi này là bởi các yếu tố của nội hàm và ngoại hàm.
ngoại hàm ít tác động hơn là nội hàm, ít tác động lên nội hàm, vì thế mà lực căng ít được bị tác động hơn. Sự tác động này cũng làm sự giảm bớt của nghiệp lực và cũng làm giảm bớt đi tình căng. Như vậy thì nếu tình căng được tăng hơn thì đồng nghĩa lực căng cũng sẽ giảm đi. Và ngược lại, nếu lực căng giảm đi thì tịnh nghiệp sẽ tăng lên. Như vậy sự đối lập và theo chiều hướng của các chủng giới trí lực, chủng giới trí lực, nếu xét về khoảng không và các chủng phần tử của giới trí lực thì chúng ta thấy được sự lực căng đều ảnh hưởng, và bên cạnh đó có sự thiết trí lực và trí lực giả hoặc giả. Như vậy thì trí lực giả sẽ làm cho lực căng tăng lên hoặc giảm. Điều này cũng có nghĩa là khi được phần các trí lực, điều đó là có sự giảm bớt đi sự tịnh nghiệp. Một khi tịnh nghiệp đã giảm bớt thì lực căng cũng giảm bớt. Đó là quá trình mà quý vị đồng tu nên nhớ. Như vậy, mối quan hệ giữa trí lực và lực căng là luôn luôn có sự đối lập. Vì có sự đối lập, lực căng luôn luôn lớn, trong khi đó trí lực thì luôn luôn bé. Vì khi lực căng lớn, trí lực bé thì tịnh nghiệp sẽ tăng. Và ngược lại, nếu lực căng mà bé, trí lực luôn luôn lớn thì tịnh nghiệp sẽ giảm. Như vậy, lực căng là tính lên sự phản hồi của các sự vật và hiện tượng gây nên, từ đó mà tạo nên các nghiệp lực, từ đó mà sẽ theo đó mà tình nghiệp sẽ tăng dần hay giảm xuống. Tam muội nhận trí lực, sự nhận trong tam muội luôn là một quá trình làm cho lực căng và trí lực sẽ giảm đi. Từ đó tình nghiệp của quý vị sẽ tăng lên. Tại sao như vậy? Tại vì khi nhẫn tâm muội đã được tăng, tại vì nhẫn tâm muội đã tăng lên rất nhiều, tức là quý vị đã thật sự giảm đi tịnh nghiệp. Quý vị không còn có các nghiệp, thậm chí là không nghiệp. Như vậy thì quý vị cảm thấy bây giờ hoàn toàn là sự thư thái và lạc. Nên vì vậy mà lực căng được, tình nghiệp được tăng hơn và lực căng được giảm xuống. Từ đó quý vị mới hiểu được sự vô ngại chướng đều không còn. Vô ngại chướng cũng không còn thì không thở, thì trí lực và các đoạn
chư tập trí lực được được mất đi, được mất đi. Như vậy thì tất cả đều không không còn, vô ngã chướng không còn, thì trí lực cũng cũng mất, trí lực cũng mất. Đó là quá trình và hình thành, đó là quá trình và hình thành tạo nên sự nghiệp lực. Nên các vị đồng tu cũng lưu ý ở chỗ này. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi.